Hôm nay, ngày 20 tháng 4 năm 2017, thứ năm tuần thứ nhất mùa phục sinh. Trích sách Tông Đồ Công Vụ. Trong những ngày ấy, khi người què được chữa lành cứ theo sát Phêrô và Gioan, toàn dân bỡ ngỡ chạy đến hai ngài đang ở hành lang gọi là hành lang Salomon. Thế vậy, Phêrô liền nói với dân chúng rằng: Hỡi các người Israel, tại sao anh em ngạc nhiên về việc đó và nhìn chúng tôi như là chúng tôi dùng quyền năng hay lòng đạo đức riêng mà làm cho người này đi được? Thiên Chúa Abraham, Thiên Chúa Isaac, Thiên Chúa Jacob, Thiên Chúa các tổ phụ chúng ta đã làm vinh danh Chúa Giêsu, con của Ngài, đấng mà anh em đã nộp và chối bỏ trước mặt Phi-la-tô, trong khi Phi-la-tô xét là phải tha cho người. Anh em đã chối bỏ đấng thánh, đấng công chính và xin tha tên sát nhân cho anh em. Còn đấng ban sự sống thì anh em lại giết đi. Nhưng Thiên Chúa đã cho người từ cõi chết sống lại. Điều đó chúng tôi xin làm chứng. Và bởi đã tin vào danh người, nên danh người đã làm cho kẻ mà anh em thấy và biết đây được vững mạnh, và lòng tin vào người chữa lành, anh này hoàn toàn lành mạnh trước mặt hết thảy anh em. Hỡi anh em, thế nhưng tôi biết rằng anh em đã hành động vì không biết, như các thủ lãnh anh em đã làm. Thiên Chúa đã hoàn tất việc Ngài dùng miệng các tiên tri mà báo trước rằng Đức Kitô của Ngài phải chịu khổ hình. Vậy anh em hãy ăn năn hối cải, ngõ hầu tội lỗi anh em được xóa bỏ. Như thế để Thiên Chúa ban cho anh em thời kỳ thư thái và sai Đức Giêsu Kitô, đấng mà Chúa đã phán hứa cùng anh em trước, đấng phải về trời cho đến thời kỳ phục hồi vạn vật, như Chúa đã dùng miệng các thánh tiên tri Ngài mà phán từ ngàn xưa. Môsê đã nói rằng: Vì Chúa là Thiên Chúa các ngươi, sẽ cho xuất hiện giữa anh em các ngươi một tiên tri như ta. Các ngươi hãy nghe tất cả những điều Ngài sẽ nói với các ngươi. Vậy tất cả những ai không chịu nghe theo vị tiên tri đó thì sẽ bị khai trừ khỏi dân chúng. Và tất cả các tiên tri từ Samuel và các vị kế tiếp đều đã nói và tiên báo về ngày này. Anh em là con cháu các tiên tri và con cháu của giao ước mà Chúa đã thiết lập với các tổ phụ chúng ta, khi người phán cùng Abraham rằng: Chính hơi dòng dõi ngươi, mọi dân tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc. Chính vì anh em trước tiên mà Thiên Chúa đã cho con của Ngài xuất hiện và sai đi chúc phúc cho anh em, để mỗi người từ bỏ tội ác. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng con la lùng thay danh Chúa khắp nơi hoàn cầu. Lạy Chúa chúng con, la lùng thay danh Chúa khắp nơi hoàn cầu. Nhân loại là chi mà Chúa để ý chăm nom? Lạy Chúa chúng con, la lùng thay danh Chúa khắp nơi hoàn cầu. Chúa dựng nên con người kém thiên thần một chút. Chúa trang sức con người bằng danh dự với vinh quang. Chúa ban cho quyền hành trên công cuộc tay Ngài sáng tạo. Chúa đặt muôn vật dưới chân con người. Lạy Chúa chúng con, la lùng thay danh Chúa khắp nơi hoàn cầu. Nào chiên, nào bò, thôi thì tất cả, cho tới những muôn thu ở đồng hoang, chim trời với ca đại dương, những gì lội khắp nẻo đường biên khơi. Lạy Chúa chúng con, la lùng thay danh Chúa khắp nơi hoàn cầu.
Alleluia, Alleluia. Đây là ngày Chúa đã thực hiện. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, hai môn đệ thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường, và hai ông đã nhận ra người lúc bẻ bánh như thế nào. Mọi người còn đứng bàn chuyện thì Chúa Giêsu hiện ra đứng giữa họ và phán: Bình an cho các con. Này thầy đây, đừng sợ. Nhưng mọi người bối rối tưởng mình thấy ma. Chúa lại phán: Sao các con bối rối và lòng các con lo nghĩ như vậy? Hãy xem tay chân thầy, chính thầy đây. Hãy sờ mà xem, ma đâu có xương thịt như các con thấy thầy có đây. Nói xong, người đưa tay chân cho họ xem. Thấy họ còn chưa tin, và vì vui mừng mà bỡ ngỡ, Chúa hỏi: Ở đây các con có gì ăn không? Họ dâng cho người một mẩu cá nướng và một tảng mật ong. Người ăn trước mặt các ông và đưa phần còn lại cho họ. Đoạn người phán: Đúng như lời thầy đã nói với các con khi thầy còn ở với các con là cần phải ứng nghiệm hết mọi lời đã ghi chép về thầy trong luật Môi-se, trong sách tiên tri và thánh vịnh. Rồi người mở trí cho các ông am hiểu kinh thánh. Người lại nói: Có lời chép rằng Đấng Kitô sẽ phải chịu thương khó và ngày thứ ba người sẽ từ cõi chết sống lại, rồi phải nhân danh người rao giảng sự thống hối và sự ăn năn để lãnh ơn tha tội cho muôn dân, bắt đầu từ thành Jerusalem. Còn các con sẽ làm chứng nhân về những điều ấy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Sứ điệp: Chúa Giêsu đã chịu tử nạn và đã được an táng trong huyệt đá. Đối với các tông đồ, dường như tất cả đều sụp đổ. Nhưng thật bất ngờ, chính lúc ấy Chúa Giêsu phục sinh đã hiện diện và mang lại bình an cho các ông. Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, trong ánh sáng phục sinh, con hiểu ra những điều Chúa đã báo trước khi tử nạn. Nhưng đối với các tông đồ thì khác. Các ông vẫn không hiểu và còn nghi ngờ việc Chúa hiện ra. Chúa đã chịu chết, nhưng Chúa vẫn sống mãi đến muôn đời. Lạy Chúa, trong cuộc sống hôm nay, con gặp nhiều va chạm đối đầu với những nghịch cảnh. Đã có lúc con bối rối và nghi ngờ. Con đã nghi ngờ mọi người và cũng nghi ngờ cả bản thân con. Những việc trong đời sống làm con cảm thấy bất ổn và sợ hãi. Những việc trong đời sống lòng con cảm thấy bất ổn và sợ hãi. Nhưng con đâu có ngờ rằng Chúa phục sinh đang đứng dậy bên cạnh con. Nếu Chúa đã xin các môn đệ một miếng bánh và đã ăn trước mặt các ông, thì hôm nay chính Chúa đã bẻ bánh thánh là chính thân mình Chúa và chia phần cho con. Nếu Chúa đã ăn uống để chứng tỏ cho các môn đệ biết Chúa đang sống thật, thì khi con lãnh nhận lời và mình máu Chúa, con cũng được bảo đảm sự sống đời đời. Lạy Chúa, con tin Chúa vẫn chia sẻ niềm đau, nỗi khổ với con. Chúa vẫn hiện diện bên con ngay cả khi con không tưởng nghĩ đến Chúa. Xin Chúa ban thêm đức tin để con nhận ra ơn Chúa đang hoạt động trong con. Xin Chúa giúp con vững chí sống một đời sống tốt để chứng tỏ rằng con vẫn tin Chúa đang hiện diện trong con, trong anh chị em con và khắp cả vũ trụ này. Amen. Trích cầu nguyện với Chúa mỗi ngày. Hãy thắp lên một que diêm. Một bữa nọ, ông John Keller, một diễn giả nổi tiếng, được mời thuyết trình trước khoảng 100.000 người tại vận động trường Los Angeles bên Hoa Kỳ. Đang diễn thuyết, bỗng dừng lại và nói: Bây giờ xin các bạn đừng sợ, tôi sắp cho tắt tất cả các đèn trong sân vận động này. Đèn tắt, sân vận động chìm sâu trong bóng tối dày đặc. Ông John Keller nói tiếp: Bây giờ tôi đốt lên một que diêm.
Những ai nhìn thấy ánh lửa của que diêm tôi đốt thì hãy kêu lớn lên. Đã thấy một que diêm được bật lên, cả vận động trường vang lên những tiếng kêu. Đã thấy. Sau khi đèn được bật sáng lên, ông John Keller giải thích: ánh sáng của một hành động nhân ái, dù bé nhỏ như một que diêm, sẽ chiếu sáng trong đêm tăm tối của nhân loại y như vậy. Một lần nữa, tất cả đèn trong sân vận động lại tắt. Một giọng nói vang lên ra lệnh: tất cả những ai ở đây có mang theo diêm quẹt, xin hãy đốt cháy lên. Bỗng chốc cả vận động trường rực sáng. Ông John Keller kết luận: tất cả chúng ta hợp lực cùng nhau có thể chiến thắng bóng tối, sự dữ và oán thù bằng những đốm sáng nhỏ của tình thương và lòng tốt của chúng ta. Hòa bình không chỉ là môi trường sống vắng bóng chiến tranh. Hòa bình không chỉ là cuộc sống chung im tiếng súng. Vì trong sự giao tiếp giữa người với người, đôi khi con người giết hại nhau mà không cần súng đạn. Đôi khi con người làm khổ nhau, đàn áp và bóc lột nhau mà không cần chiến tranh. Ngoài ra, hòa bình không chỉ được xây dựng trong những văn phòng của các nhà lãnh đạo. Hòa bình không chỉ được xây dựng qua những cuộc họp, qua những buổi thảo luận, mặc cả của các nhà chính trị. Mọi người chúng ta phải trở thành những người thợ xây dựng hòa bình. Bởi lẽ nguồn gốc của hòa bình xuất phát từ phẩm chất của các mối liên lạc giữa người với người. Người biết yêu mến là người thợ xây dựng hòa bình. Kẻ biết giúp đỡ là kẻ xây đắp hòa bình. Những ai biết tha thứ, những ai biết phục vụ tha nhân, những ai biết luôn khước từ, hận thù, bạo lực là những người thợ xây dựng hòa bình. Những ai biết chia sớt của cải mình cho người túng thiếu hơn, những ai có lòng nhân từ, có lòng khoan dung và thông cảm đều là những kẻ giúp cho hòa bình này nảy nở giữa loài người. Tóm lại, cách thức tốt nhất để xây dựng hòa bình là tăng thêm cho thật nhiều những hành động yêu thương và hảo tâm đối với đồng loại. Những hành động yêu thương xuất phát từ lòng nhân hậu sẽ như những ánh sáng nho nhỏ của một que diêm. Nhưng nếu mọi người cùng đốt lên những ánh sáng bé nhỏ, những hành động yêu thương sẽ có đủ sức mạnh để xua đuổi bóng tối của những đau khổ và sự dữ. Bài trích sách lẽ sống.